Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Entertainment Channel. Và các bạn ơi, anh em mình nhận rương nha. Và xin chúc mừng tất cả những thành viên trong team. Wow, ở đây thì được 155 viên game. Kèm thêm đó là ống nghiệm Heroic và ống nghiệm Legion nha mọi người. Và anh em mình có ống để có thể đi trending rồi hen. Anh em nào đang cần những cái mảnh rồng thì có thể liên hệ với mình nha. Anh ta thì có bán những cái mảnh rồng cho mọi người ha. Và mình thì cũng có nhận nạp những cái gói VIP trong game nha mọi người. Anh em nào đang cần những cái gói VIP thì liên hệ với mình luôn. Và mình mở thì cái giá trong game nha, kèm thêm một ít phí nữa ha. Rồi, mình không có nhận mở giá rẻ, cho nên các bạn yên tâm là cái nick của các bạn sẽ an toàn, không có lo bị khóa nick hay bị ban nick hen. Chỗ này thì anh em mình đi thu hoạch nhãn cái luôn nha. Wow, sương sương thôi là kiếm thêm được ít thức ăn rồi. Rồi, ở đây thì nhiệm vụ. Wow, nhiệm vụ này là Advent nha mọi người. Còn tầm khoảng 1 ngày 10 tiếng nữa sẽ hết sự kiện. Chỗ này thì chúng ta sẽ đi thu hoạch thức ăn, kèm theo là cho rồng ăn, thu gon thì mình mới lụm luôn rồi. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ đi cho rồng ăn với lại là thu hoạch thức ăn nha mọi người. Đây, chúng ta sẽ đi mua lại và đi thu hoạch thức ăn và cho rồng ăn. Bây giờ anh em mình kiếm cái con rồng nào đấy nhờ? Kiếm một cái bé nào đó thật là cute, thuộc dòng chắc là cù bắp tí đi, cấp C thì sẽ có nhiều con. Đây, level thấp ha. Rồi, anh em mình sẽ nâng level lên cho bé yêu này ha. Đây, các bạn thấy những cái quả táo hình con rồng nó hiện lên, đó chính là anh em mình đang làm nhiệm vụ rất là ok. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ ra ngoài và mình sẽ đến với là nhiệm vụ gì nữa đây. Này là thu hoạch thức ăn thì các bạn biết rồi đó, anh em mình cần phải chờ một xíu hen. Rồi, ở đây thì anh em mình đang có một cái sự kiện nữa, đó chính là sự kiện Mazer Aslan. Wow, ở đây thì anh em mình sẽ giải cứu được mở cái chiếc chìa khóa này ra trước đi ha. Rồi, chiếc chìa khóa này sẽ đưa anh em mình đến với cái bé VR các bạn à. Ôi, con này thì cầm một chiếc gương hen, có đôi cánh bay bay rất là dễ thương luôn. Ok, nghe nhẹ thử coi. Wow, chặng đường khá là dài nha. Rồi, đây rồi, tiếp tục ha. Ôi chà, mình thì mình đang me những cái này nè mọi người. Anh em mình đang cày để chúng ta kiếm thêm Orbit Legion ha mọi người. Ôi, và sự kiện này nó còn tầm khoảng 2 ngày 10 tiếng nha, cho nên anh em tranh thủ nha các bạn. Bạn nào mà chưa có làm nhiệm vụ thì cố gắng bế làm nhiệm vụ rồi là ngon lành đi ha. Rồi, ôi chà, cổ lên. Mỗi bước bắt đầu lên tới cả 100 điểm rồi đây. Anh em mình thì còn có 800 mấy ha. Wow, cấp C luôn, rồng lá luôn. Và thức ăn thì ở đây được bao nhiêu? Và cách nhanh nhất để kiếm thức ăn đó chính là các bạn chơi Advent nha. Ôi các bạn thấy đây, hắn ta được tới 308.000 thức ăn luôn nè. Mỗi bước di chuyển nhẹ nhẹ sương sương thôi là cũng ấm áp rồi ha. Rồi lên luôn, đây là vàng ha, 75.000. Rồi đến với cái chiếc rương anh em mình đang cần đây. Không biết là nó có cho xem quảng cáo để nhân hai phần thưởng không nhờ. Mình thì mình đang me cái xem quảng cáo để nhân hai được phần thưởng á mọi người. Ôi, cái này nó không cho rồi. Ôi, hết điểm rồi anh em ơi. Sau một cái quá trình gọi là di chuyển thì anh em mình bây giờ là hết điểm rồi. Chúng ta sẽ đến với cái khu vực. West xong là Arena. Khu Arena này thì... Ui, căng vậy. Anh em mình vẫn chưa lên được Master 1 ha. Mình vẫn còn đang nằm ở Master 2. Và những đối thủ của mình ở đây thì ui chà, sao cho đội hình bèo dữ man. Đội hình này thì anh em mình không cần phải mang những cái con quá là xịn sò hay là đặc biệt các bạn. Anh em mình mang mấy con Legend thôi. Ở Heroic thôi, Heroic là cũng đủ sức để cân rồi. Đây, và đây là nhân vật Heroic Star hay còn gọi là ngôi sao. Đổi tên liền. Đây, để anh em vô nhìn còn biết mình là ai được chứ. Ok, bây giờ thì mang bé yêu Heroic Star này đi chiến đấu với mấy cái bé ha. Vô kèo luôn các bạn ơi. Rồi, vị trí này thì mới vô có sát thương nhân 2 nè. Và cái lượng máu của mình 100 mấy nha. Wow, hơi căng. Bé này hơi khỏe nha. Chỗ này thì anh em mình sẽ đến với Heroic đi. Cưa nhẹ với tuyệt chiêu đặc biệt nè.
Wow, con này thì nó có cái giáp của Titan các bạn ơi, lượng đam anh em mình to cỡ nào cũng không đánh xuyên nổi. Và sau khi mà gãy giáp rồi thì anh em mình mới bế được nha. Ôi, con này đẹp quá mọi người ơi. Wow, kèo này thì bắt đầu khó rồi đây. Tên bạn sở hữu Heroic VIP. À, bây giờ thì anh em mình sẽ nhờ đến là Kamas. Rồi, bộ ba quyền thoại. Bộ ba này phải nói rằng rất là VIP rồi. Vô kèo nha. Đầu tiên thì anh em mình đang có sát thương nhân 2. Ôi, bạn ấy sử dụng chiêu đầu tiên. Tiếp theo thì anh em mình lụm thêm một cái nữa xem. Hồi sinh trở lại và vẫn sử dụng chiêu pu. Ok, bây giờ thì mình sẽ đến với Heroic đặc biệt với khả năng đánh lan đi nha. Wow, lượng máu con này khá trâu nha mọi người. Nó lên tới là 241.000. Rồi, anh em mình sẽ khử nhẹ một em trước một cái. Hồi sinh. Ây, mém ngụm củ tỏi nhưng mà nó chưa có ngụm các bạn ơi. Bây giờ thì anh em mình sẽ xài chiêu đặc biệt nha. Rồi, búp một cái lượng máu khá lớn cho anh Kamas bên trong. À, quá là tuyệt vời nha. Kamas của mình là nó chưa bị ngụm nha mọi người. Wow, hội con này nó mạnh mẽ phết luôn. Lượng đam nó lên tới là cô tăng có 3%. Ây, nó sát thương nhân 2 không các bạn. Ghê vậy. Rồi, bây giờ anh em mình chơi chiêu đặc biệt nè. Ôi, ép tem bạn về dùng bình yên ở luôn. Victory. Rồi, chỗ này thì anh em mình sẽ được một ít đài, ít mảnh hàng. Rồi, wow, đội hình tem bạn à, khá là gắt nha. Tem này, bạn này là Kira đúng không? Rồi, vô kèo luôn. Ây, kích hoạt miễn nhiễm sát thương nha. Rồi, anh em mình lụm một phát là nửa cây máu của tên bạn lên bảng điểm số rồi đây. Rồi, lại kích hoạt miễn nhiễm thêm một lần nữa các bạn ha. Ôi, hai hit là coi như là hạ được một em ha. Bây giờ là đến với ôi, lụm cái thứ ba luôn đi. Nữ hoàng Macaron. Wow, khả năng giật đam cũng khá là căng. À, cho nên là anh em mình sát thương nhân 2. Ây, hay là mình đổi đi. Chúng ta sẽ đến với cái nhân vật đặc biệt này nha. Cửa máu nè. Wow, con bên trong nó cũng còn tầm khoảng nửa cây với mình thôi. Rồi, vị trí này anh em mình sẽ chơi trò gọi là bơm máu đại pháp nha mọi người. Đó. Ôi, xóa sổ con bên trong luôn rồi. Và bây giờ chỉ còn lại một em duy nhất là bé nữ hoàng Macaron. Lượng đam của anh em mình xương xương cũng là 130 mấy các bạn. Nó giảm 50% rồi đó. Giảm 50% đam rồi mà cái lượng đam nó còn rất là khủng luôn. Wow, Heroic VIP luôn kìa. Thấy có hai con này là mình cũng me lắm nè. Đó, bây giờ thì anh em mình vô thể hiện kỹ năng với tên bạn liền. Wow, nó lấy hơn 50% máu để nó tăng cái lượng đam nha mọi người. Mình cũng chơi khô máu với tay bạn luôn đây. Rồi, khử nhẹ cái là... Ôi, cái gì ghê vậy? Nó còn chuyển cái lượng đam còn dư lại cho con bên trong luôn cả. Thôi, anh em mình nhịn nó đi các bạn ơi. Chứ cái con này nó hổ báo quá rồi. Rồi, xin trở lại thêm một lần nữa. Rồi, bây giờ anh em mình chơi chiêu đặc biệt nè. Ây, con này nó quýnh lan. Trời ơi, nó xóa sổ thành viên Heroic AS của mình luôn rồi các bạn ơi. Cay nha. À, còn cách nữa là anh em mình quýnh cho cái con này nó bị tắt thở nè các bạn. Nó ngụm củ tỏi thì nó sẽ hồi sinh lại cái con bên trong. Oh my god. Cái gì căng vậy, trời ơi. Nó ra nó xả cái Kama của mình đi du lịch luôn. Thiệt tình là khoai nha. Bây giờ là anh em mình hồi sinh trở lại. Sát thương tăng để mình coi coi. Ôi, đi du lịch xa bờ Heroic Kama luôn. Đúng là gặp mấy cái con mà nó đánh lan rất là khó chịu nha mọi người. Rồi bây giờ anh em mình sẽ đưa thành viên Heroic. Đây, con khác ra vậy. Cố lên coi nè.
anh em mình ráng bò lên khu arena và chúng ta leo lên tầm master 1 đi ha. Hiện tại anh em mình đang master 2. Wow, 209. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ khử nhẹ với tuyệt chiêu đặc biệt. Ui, 300 mấy chục ngàn máu, mấy con này nó trâu thế nhờ. 200, ui cha, 236 càn. Rồi, khử nhẹ tên bạn luôn. Ui cha, nó lụm luôn hai con cùng lúc các bạn à. Rồi, tầm dòng Legend này thì không có chiêu đặc biệt lắm, cho nên mấy con này nó không cầm cự nổi với anh em mình đâu. Đó, tầm này anh em mình xài chiêu, ui chà, 500 mấy ha. Wow, kêu nhẹ. Ây, gãy giáp rồi. Bây giờ thì anh em mình sẽ đến với là con này đi. Rồi, dồn đam đánh lan nè. Ui, căng thế. Hồi sinh lại thêm một lần nữa. Ây chà. Rồi, lụm nhẹ tên bạn luôn. Đây, victory ha mọi người. Sương sương thôi là 6 trận. Anh em mình bế rồi là ngon lành nha. Đây, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với là... Ôi, trong đây thì quậy xong rồi. Anh em mình sẽ chuyển sang khu vực list đi hen. Khu list này thì anh em mình sẽ đến với... À, bộ ba rồng. Trận này anh em mình sẽ mang con nào đi đây nhờ. Rồi, về cái dàn rồng thì mình có khá là nhiều con nha. Bây giờ thì để anh em mình đi kiếm một cái bé cute nào đó review cho anh em xem ha. Đây, mọi người thích mình review về bé rồng nào thì đừng quên để lại bình luận cho anh Tây biết với nha. Để anh Tây sẽ review theo yêu cầu của mọi người cho vui. À, chỗ này thì anh em mình sẽ tạm thời đến với một cái thành viên thuộc dòng ui Legend các bạn ơi. Con này level hiện tại là 41 và cũng được 5 ngôi sao rồi. Nhìn khá là đẹp luôn. À, trên lưng thì mang nguyên một cái bé cá ha. Ante Channel. Đó, một cái bé cá cũng rất là đẹp nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quậy nhẹ xíu cho vui. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thể hiện kỹ năng của anh em mình. Ở đây bé này sẽ có là tầm khoảng 3 chiêu và một cái chiêu chưa có luyện luôn. Cân nhẹ với cái chiêu nước nè. Cưng lốc xoáy tử thân. Wow. Quýnh không nổi rồi. Kèo này anh em mình đi du lịch rồi ha. Chỗ này anh em mình sẽ nhờ đến cái bé này đi. Wow, con này nó cũng khỏe phết luôn á mọi người. Thuộc dòng Heroic. Đây rồi, hồi sinh lại cho bé yêu. À, nhưng mà bé yêu này quýnh mình cũng âu lo về bé yêu này quá. Cái lượng đam của cái con này nó không có cao lắm các bạn à. Trời ơi, đi du lịch luôn. Rồi, xóa sổ hai thành viên tem bạn nhờ anh đại Heric của chúng ta nha. Rồi, chứ không có con Heric này thì... chắc có lẽ là không cầm cự nổi luôn quá à. À, anh em mình sẽ chơi cái thành viên này trước đi. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ cho cái bé Legend của chúng ta ra. Đây, lụm được một em nha. Rồi, tiếp theo là đến với Kitsune. Wow, con này đam to thế nhờ. Oh, sát thương nhân 2, giờ mình cũng hạ được một con luôn. Rồi bây giờ thì đến với anh Heroic. Đây, được 4 mạnh các bạn à. Ngon lành nha. Wow, rồi lần này thì sẽ đến với là chiến binh. Ôi, bé này thì cũng khá là căng hang. Cũng 5 ngôi sao. Nhưng mà mask răng tím rồi các bạn. Anh em mình nó thì ui, anh em mình mới hiện tại là răng này là răng bạc nha, bạc 2 hả. Rồi, vô kèo nữa đây.
Ấy, bạn này thì hơi bị khoai rồi. Không ổn rồi anh em ơi. Anh em mình bây giờ là phải nhờ đến chiêu VIP thôi. Cái chiêu này là nó khử luôn hai con cùng lúc các bạn à. Ra tay là bế tại chỗ liền. Wow, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với là... Ây! Bảy rồi, tầm này thì một hit là lụm được một con rồi. Hoài thế. À đây sát thương nhân 2 nè mọi người, anh em mình cưa. Đầu tiên là chúng ta sẽ cưa máu trước nha. Ôi, nó khử một cái một luôn. Rồi, tầm này thì rồng đá sẽ solo với mình. Ôi, tên bạn nó cũng 5 sao hết rồi. Wow, level thì không có cao nhưng mà 5 sao vàng lấp lánh rồi các bạn ơi. Ây cha cha. Rồi, chỗ này thì chúng ta đang có lượng đam dồn hơi bị căng đây. Lên tới là tầm 280.000 luôn ha. Ôi, ở đây anh em mình còn được một trận nữa. Khu này anh em gõ được tầm khoảng 5 trận thôi hà. Wow, một pha nhảy chòm nhẹ, gần nửa cây máu đi du lịch. Cho con này cưa trước một cái đi nha. Sau đó thì anh em mình sẽ đến với cái bé yêu này. Rồi, sát thương nhân 2. Wow, đủ đam luôn. Đây, bây giờ thì anh em mình sẽ đến với là vẫn là sát thương nhân 2 nha. Rồi, búp được full máu luôn. Đây, hiệu ứng lốc xoáy nha mọi người. Và đây là hiệu ứng... Ôi, ông bướm ha. Wow, victory. Nhẹ nhàng lên các bạn ơi. Rồi, game anh em mình để dành. Ôi trời, được 800 mấy rồi đây. Cổ lên. Rồi, và các bạn ơi, anh em nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho mình một lượt đăng ký nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.